Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một chương trình wallet để có cơ hội mint Bri một NFT có ký hiệu là Arimai nha các bạn, đến từ nền tảng của Cassava này các bạn. Thì hiện tại dự án Cassava này đã huy động được hơn 8 triệu đô đến từ các đối tác như là Coin98 hoặc là Mirana nha các bạn và DWEX3 nè các bạn và Spark Capital và Basis Capital nha các bạn. Thì nếu bạn nào mà được lọt trong danh sách wallet mint được một NFT Arimai này thì các bạn sẽ có được một cơ hội một đợt airdrop Retro Basis là nhận token có ký hiệu là CXV nha các bạn, rất là tiềm năng luôn các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần lưu phần link mô tả dưới video mở link phong nha các bạn. Thì thời gian sự kiện diễn ra là còn 6 ngày nữa là các bạn, là kết thúc vào ngày 17 tháng 5 nha các bạn. Thì thời gian nếu bạn nào lọt trong wallet thì thời gian min của tất cả các bạn là từ ngày 17 đến ngày 20 nha các bạn. Thì phần này mình sẽ update trên kênh mình sau nha các bạn. Rồi thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn việc là follow tại Twitter thôi các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi sau đó bạn mới đắp lên nha các bạn, bấm continue nữa các bạn. Nếu game show bị lỗi thì các bạn cứ lót lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm continue nữa các bạn. Rồi tiếp tục join kênh Telegram nè. Mình rất là thích dự án này luôn nha các bạn. Bấm còn nữa. Rồi các bạn join chào kênh Telegram nè. Rồi bấm còn nữa nè các bạn. Rồi các bạn tài quyết trên tài Twitter nè. Rồi các bạn đăng test nè các bạn. Rồi bấm continue nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join chào Discord nha các bạn. Rồi trên Discord các bạn chấp nhận là mờ nè các bạn. Rồi trên tờ Twitter nè các bạn. Bấm vào relate nha các bạn. Hãy theo dõi và nhận cập nhật kênh. Rồi các bạn cứ bấm vào một màu xanh nha các bạn, các bạn verify nha các bạn. Chọn Việt Nam nè. Ở đây sao nó không unblock channel. Rồi các bạn bấm vào unblock channel luôn các bạn. Bấm tích màu xanh nè. Whopper, Google Link, Ticket. Thôi cái nhiệm vụ này các bạn không cần nữa các bạn. Để mình tìm từ khóa mình sách câu ghi lết. Không cho mình gửi tin nhắn. Rồi các bạn bắt đáp lời, các bạn bấm continue nha các bạn. Tham gia được rồi. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào đây, các bạn lấy liên kết chia sẻ cho ông bà và người thân nha các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ với solet.io của tất cả các bạn nha các bạn, hoặc là địa chỉ với phantom chạy trên nền tảng của chạy trên mạng Solana nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào reset nè các bạn. Rồi các bạn bấm continue nha các bạn. Rồi vậy video của mình đã hướng dẫn các bạn min một NFT Arimai đến từ nền tảng của Cassava đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.